cái sai vẫn là cái sai khi đã không đúng dù muốn đúng cũng không thể đúng được vì đúng phải có sự chứng minh cụ thể làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người sanh, già, bệnh, chết. Phần đông các thiền sư trong giai đoạn hiện giờ thuyết giảng lung tung, nói đông nói tây mà chẳng biết cách nào làm chủ sanh, già, bệnh, chết nào bảo rằng vô ngã như trong kinh sách phát triển đã dạy, thì Đức Phật đâu không tự xưng như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Nếu bảo rằng vô ngã như trong kinh sách phát triển, thì Đức Phật không tự xưng như trên, trên trời, dưới trời, khắp trong thế gian, con người duy nhất vượt qua sanh, già, bệnh, chết. Còn nếu bảo rằng còn thấy cái sai cái đúng thì chưa chứng đắc, thì tại sao Đức Phật lại bài bác 62 luận thuyết của ngoại đạo? Là những tôn giáo đồng thời và trước đạo Phật. Ngài là giáo chủ của đạo Phật, là người chứng quả A La Hán mà ngài lại bài bác như vậy? Thì ngài là người hữu ngã sao tại sao ngài lại tuyên bố đạo phật là đạo vô ngã có mâu thuẫn chăng chúng tôi xin trả lời để quý vị không còn thắc mắc hữu ngã và vô ngã đạo phật chủ trương lấy thiện diệt ác lấy đạo đức nhân quả làm cuộc sống của mình không làm của mình của người từ chỗ này chúng ta suy ra để thấy đạo phật không mâu thuẫn vô ngã ác pháp chứ không phải vô ngã thiện pháp nếu chúng ta tu hành vô ngã cả thiện pháp và lẫn ác pháp thì hóa ra chúng ta là cây là đá cây đá là một loại vô tri vô giác đó là cái vô ngã của kinh sách phát triển chứ đạo phật không có vô ngã như kiểu đó vả lại Đức Phật dạy chúng ta quán tứ niệm xứ, vô thường, khổ, không, vô ngã. Chữ vô ngã ở đây chỉ cho chúng ta thấu rõ thân, thọ, tâm và pháp không có ngã. Tức là trong bốn chỗ này không có cái gì là ta của ta. Các nhà học giả đã lầm chỗ pháp hành để ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền cho là đạo phật vô ngã nếu chúng ta tu hành để trở thành cây đá thì chúng ta tu để làm gì cái vô ngã đó chỉ là một lý luận suông danh từ chữ nghĩa chứ đã là con người thì không thể tu tập đạt kết quả vô ngã như vậy được đó là một triết thuyết của tưởng thức như bao nhiêu triết thuyết khác mà các nhà triết học đã đưa ra như triết học hiện sinh của Krishnamurti, triết học vô sản của các Marx, vân vân. Còn máu rằng